Em giới thiệu tới anh em một chiếc đài ha, Panasonic. Con này có cái mã là DS50. Thì con này là hàng của Nhật nha, Men Japan từ Nhật về. Trong tình trạng là ngoại hình máy thì còn đẹp xuất sắc ha, còn rất là đẹp nha. Thì con này là vận chuyển thì nó cũng có vài cái đường cống, cống do vận chuyển thôi. Chứ còn cái ngoại hình, cái nước sơn bên ngoài thì nó cực kỳ đẹp luôn. Nước sơn nó rất là mới nha, nó ánh cát luôn mà. Đó, thì con này là về đã được thợ bên em dọn bảo trì, hoạt động full chức năng. Thì ở đây nó chơi được CD nè, ở đây nó chơi CD và cái cassette. Cassette thì con này chạy hai chiều nha. Đó, những cái dòng Bana mà chạy hai chiều là cơ của nó rất là bền ha, cơ nó chạy toàn là bánh nhông thôi, cho nên là nó rất là cứng cáp nha. Ở đây thì có một cái màn hình LCD hiển thị cho cái phần CD nè. Đó, và toàn bộ cái mặt trước này thì nó đều là phân bố hết tất cả cái chức năng ở mặt trước, cho nên mình nhìn cái đài nó rất trông nó rất là đẹp ha, nó rất là đẹp và nó hầm hố ha. Thì cái phần trên này là mình sử dụng cho phần CD nha. Ở đây là CD nè. Đó, một dãy bấm số chọn bài CD. Và ở đây là cái núm tổng, ở đây là cái núm volume ha. Rồi cái phần ở dưới đây là của phần cassette nè. Cassette thì chạy hai chiều, chiều tới, chiều lùi, tua. Đó. Rồi, một cái dãy nút bên đây là mình chọn chế độ là cassette nè, radio nè, CD và AUX ha. Thì con này nó chơi được bốn chức năng ở đây. Line in nè, chơi được CD nè, chơi được radio. Con này thì hàng nội địa cho nên FM của nó 90 nha. FM 90, AM, FM bắt sóng tốt. Vận cassette nè. Ở đây là cái nút power, nút nguồn ha. Nút nguồn. Con này nó rất là hay, tiếng của nó rất là hay. Lý do là ở đây nó có một cái chọn cái chế độ là XBS ha, tăng âm bass ha. Cái này là tiếng bass của nó rất là dữ ha. Và đây là nút tông nè, tiếng nó cực kỳ sáng luôn. Anh em chỉnh lên cao thì tiếng nó rất là sáng. Rồi, tới theo cái phần bên đây á. Bên đây thì ở đây là mình có phần radio rồi, mình không sử dụng tới nè. Ở đây là timer thì mình cũng không sử dụng tới ha. Ở đây là chọn chế độ ha, chế độ của các phần cassette ha. Chạy một chiều, chạy một mặt băng và chạy cả hai mặt băng, hát vòng tròn ha. Rồi. Ở đây là cái nút Dolby thì con này nó rất là hay ha. Những chiếc đài mà có trang bị cái chức năng Dolby lọc tiếng xì á, lọc tiếng soi á thì đều rất rất là cao cấp và hay nha. Rồi ở đây là cái cửa băng đúc. Đó, nó chỉ bố trí tất cả nó nằm mặt trước ha. Còn CD thì nằm trên, cho nên là mình nhìn cái đài nó rất là hầm hố ha. Rất hiếm chiếc đài nào mà nó trang bị cho anh em một bộ bàn phím bấm chọn đĩa CD ở đây nha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ đo cái kích thước của cái con đài nha. Con này thì nó sở hữu cái chiều ngang của nó là lên tới 65 nha. Chiều ngang 65. Và chiều cao mình đo từ dưới lên trên, trên đụng tới nóc là tầm khoảng 20 ha, 20 phân. Rồi, những cái dòng này á, thì cái hậu của nó chắc tầm khoảng 20 rồi. Hậu con này thì nó rơi vào 18-19 phân nha. Hậu 18-19 phân và máy rất là nặng. Và những dòng hàng cassette của nội địa Nhật á, thì nó đều sử dụng điện 100V nha anh em ha. Máy thì rất là đẹp nha. Anh em quan tâm á, thì kết bạn Zalo, em sẽ gửi full hình ảnh bên trong ruột gan, bên trong máy để cho anh em ngắm nha. Con này thì bên trong nó còn phải nói là mới tinh luôn, cực kỳ mới. Củ lo thì vàng ống và bộ cơ thì trắng sáng, vĩ mạch rất là vàng đó. Chiếc này em bán với cái giá là 2.800.000 ha, 2.800.000 để anh em sở hữu được cái chiếc đài Panasonic này. Thì em cũng xin nhắc lại là bên em bán hàng là không ship code nha. Anh em quan tâm thì có thể tìm hiểu kênh, tìm hiểu Zalo, tìm hiểu Facebook. Nếu mà thấy uy tín thì anh em có thể xin số tài khoản, chuyển khoản đủ và cho địa chỉ thì bên em sẽ đóng gói và gửi hàng tận nhà. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video giới thiệu về cái máy. Sau đây em sẽ test về cái hoạt động và để cho anh em thưởng thức được cái chất âm của cái con Panasonic D50 này nha, hàng của Nhật. Rồi, ở đây là cái nút nguồn, bây giờ em sẽ mở nguồn. Khi mình mở nguồn lên á, thì ở đây mình sẽ chọn chế độ, mình chọn chế độ nào thì băng nó sẽ thì cái bóng đèn nó sẽ sáng lên. Bây giờ mình chọn chế độ cassette trước nha. Rồi, em sẽ mở cái cassette trước. Bây giờ lay nè. Băng chạy ha, volume. Liên hoan nữa kia sắp tàn, mà sao tình mình thêm chưa chan. Giang tay nhau mến chào lần cho nhau những dòng lưu niệm của những ngày trong quân trường mình sống yên.
để thương nhớ tràn đầy. Đôi ta là chiến sĩ xa nhà, mang theo kỷ niệm làm quà mai sau. Mình còn gì cho nhau nữa không bạn đời nhé? Đêm cuối đã khuya rồi, ta tạm biệt nhau. Rồi hát đảo chiều. Chẳng anh em lưu ý giúp ha, khi mình đảo chiều thì cái đèn nó báo ở đây nha. Đây, hát chiều nào thì cái đèn nó báo chiều đó nha. Chế độ đô bay nè, thấy chưa? Lập tiếng tiếng xì. Tớp ha. Rồi con này tiếng rất là hay và tiếng cực kỳ chuẩn luôn. Bộ cơ thì zin nguyên bản ha, chỉ thay dây coro thôi. Đầu từ bánh ép còn rất là đẹp nha. Đó, rồi bây giờ em sẽ tua nè. Nói chung là cơ con này thì không có điểm trừ, chạy quá êm luôn. Rồi như vậy là phần cassette em đã test xong ha. Hát hay chuẩn, âm thanh đó, nghe cassette cực kỳ hay luôn. Rồi bây giờ phần CD ha. CD thì em sẽ test bằng cái CD này, là cũng là CD chép thôi, CD mua. Bây giờ mình CD thì mình chọn qua ở đây, CD rồi mắt. Khi mình chọn qua thì tự động đĩa nó chạy ha, đã để nhận bài rồi, nó để nhận rồi, tổng là 12 bài, 54 phút. Bây giờ lay nó nằm đây. Bài 5 nha. Càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút em đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Bài 8 nha. Bài 6. Tạm dừng. Rồi, như vậy là con này CD mắc đọc rất là tốt nha. Đó, CD em đã test xong, bây giờ em sẽ chuyển qua phần radio. Khi mình chuyển qua radio thì mình chọn qua con về chúng ta, vì là con tim.